Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tái khởi động các chuyến bay quốc tế thường lệ theo 4 giai đoạn. Trước hết, khôi phục các chuyến bay trọn gói combo ngay trong quý tư tới cho các đối tượng là công dân Việt Nam, song song với việc tổ chức chuyến bay thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến một địa phương là Phú Quốc, Khánh Hòa, Quảng Ninh. Theo bản đề xuất trên, cảng hàng không tiếp nhận chuyến bay gồm Vân Đồn, Đà Nẵng, Cam Ranh và các cảng hàng không khác. Dự kiến các chuyến bay này sẽ được mở tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Pháp, Đức, Nga, Úc và các thị trường khác khi có nhu cầu luân chuyển lao động. Với chuyến bay combo, chi phí trọn gói vé máy bay, xét nghiệm COVID-19, khách sạn cách ly và chi phí ăn trong 7 ngày đối với chuyến bay chở toàn bộ hành khách đã tiêm đủ liều vaccine hoặc 14 ngày đối với chuyến bay khách chưa tiêm đủ. Giai đoạn 2 từ tháng 1 năm 2022, Cục Hàng không đề xuất thí điểm các chuyến bay thường lệ chỉ chở khách có giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Giai đoạn 3 dự kiến từ tháng 4 năm 2022, tùy thuộc vào tiến trình tiêm vaccine tại Việt Nam và đánh giá về tính miễn dịch cộng đồng sau khi tiêm vaccine. Giai đoạn 4, khai thác chuyến bay quốc tế thường lệ theo nhu cầu, dự kiến áp dụng từ tháng 7 năm 2022.